Xin chào và cảm ơn các bạn đã trở lại với kênh Hà Du Ký Vlog. Hôm nay Hà Du Ký đi ngắm cảnh, đi khám phá và review về cây cầu rất là quan trọng đối với đường sắt Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta di chuyển từ ga Hòa Hưng, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh đi ra các tỉnh miền Đông, miền Trung, miền Bắc và ngược lại, nếu như chúng ta không đi qua cây cầu sắt Bình Lợi này thì xem như chúng ta chưa thể đến được ga Hòa Hưng, và ngược lại chúng ta sẽ không đi qua được các ga ở các tỉnh miền Đông và miền Trung, miền Bắc nha các bạn. Cây cầu sắt Bình Lợi này nó có một cái quan trọng đối với đường sắt Việt Nam là như vậy rồi. Nhưng mà Hà Du Ký nghĩ nó còn có rất nhiều điều thú vị, có những điều rất là đặc biệt, nên Hà Du Ký thấy nó thu hút rất là nhiều người đến đây ngắm cảnh, chụp hình, selfie các kiểu các bạn. Bây giờ Hà Du Ký xin mời các bạn cùng với Hà Du Ký chúng ta đi khám phá về cây cầu sắt Bình Lợi này nha. Và chúng ta nhìn thấy đó, đây là cây cầu sắt Bình Lợi. Cây cầu sắt này bắc ngang qua sông Sài Gòn trên tuyến đường sắt Bắc Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cây cầu sắt này nó nối hai quận Bình Thạnh và Thành phố Thủ Đức. Cây cầu sắt mới này được xây dựng nhằm thay thế cây cầu cũ đã hơn 100 tuổi rồi đó các bạn. Cây cầu này là nó ở Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam nha các bạn. Trước khi đi review về cây cầu này thì Hà Du Ký cũng được tìm hiểu là cây cầu sắt Bình Lợi này nó có kiểu dáng là dầm thép. Tổng chiều dài của cây cầu này là 1,3 km, tức là khoảng 1.300 m nha các bạn. Cây cầu có 14 nhịp. Và cái nhịp chính ở chính giữa đó các bạn là nó dài tới 101,5 m. Cái nhịp chính này nó có cái độ tĩnh không để thông tàu thuyền là 7 m, cao hơn nhiều so với cây cầu cũ là 1,8 m, thấp là trên mặt nước rồi các bạn. Nên những chiếc tàu thuyền á, có độ cao á, nó sẽ không lưu thông qua bên cây cầu này được khi mà thủy triều lên cao. Cây cầu này được khởi công xây dựng vào tháng 4 năm 2015 và được đưa vào vận hành khai thác sử dụng vào tháng 10 năm 2019. Kế bên cây cầu sắt mới này thì các bạn thấy đó, có một cây cầu sắt cũ. Cây cầu sắt cũ này cũng đã được trên 118 tuổi rồi. Và hôm nay đã được tháo dỡ và được giữ lại một phần ở phía bên bờ của thành phố Thủ Đức. Bên cạnh đó thì còn có một tháp canh nữa các bạn. Người ta giữ lại cái tháp canh cũng như một phần của cây cầu này là để bảo tồn nguyên trạng vị trí, kiểu dáng cũng như là kết cấu của cây cầu. Cây cầu sắt cũ này nó đã được chấm dứt sứ mạng ở tuổi 117 năm hoạt động nha các bạn. Bây giờ thì Hà Du Ký sẽ đi dạo, đi ngắm cây cầu này cũng như những cái quang cảnh xung quanh đây, rồi Hà Du Ký review chia sẻ cho các bạn luôn ha. Thank you.
Bay Laycam tại khu vực này là cực kỳ khó luôn nha các bạn. Tại vì khu vực này là gần sân bay nên bị hạn chế bay. Hạ du ký bay Laycam cách hạ du ký khoảng 300-400m là có lúc có sóng có lúc không, nên hạ du ký rất là sợ bị rớt Laycam đó các bạn. Nó dễ bị mắc sóng lắm. Với lại cái khu vực này, cái cây cầu các bạn thấy toàn là thép không các bạn thấy không, nên nó bị hút sóng, nó hút sóng của cái Laycam. Nên hôm nay Hà Vũ Ký bay được cái gì thì Hà Vũ Ký bay chia sẻ đỡ cho các bạn xem đỡ thôi nha. Chứ Hà Vũ Ký không dám quá mạo hiểm, quá mạo hiểm là rất Laycam là khỏi có hình để coi luôn. Mong các bạn thông cảm nha. Do tình hình dịch bệnh đó các bạn, nên có lẽ là người ta ít đi lại giữa vùng này với vùng kia hoặc là về quê đó. Nên nãy giờ Hà Vũ Ký đứng đây đã 2 tiếng rồi, muốn review một chiếc tàu hỏa, một chiếc tàu rửa chải trên cái cầu này. Chờ mãi 2 tiếng đồng hồ mà chẳng thấy chiếc tàu hỏa nào đâu. Nhưng Hà Vũ Ký chẳng buồn đâu. Hà Vũ Ký được ngắm những bóng dáng giai nhân đi lại trên chiếc cầu này cũng rất là thú vị đó các bạn. Và chút xíu nữa, nếu như cảm xúc của Hà Vũ Ký đông đầy hơn thì Hà Vũ Ký sẽ làm mấy câu thơ để chia sẻ, để tặng các bạn nha. Các bạn thấy những cô gái này rất là dễ thương ha. Hôm nay Hà Vũ Ký may mắn được gặp gỡ các em và được ghi hình các em để đưa vào cái clip này để làm kỷ niệm nè. Bây giờ Hà Vũ Ký đã có cảm xúc rồi các bạn. Hà Vũ Ký sẽ đọc 4 câu thơ Hà Vũ Ký mới vừa nghĩ ra để chia sẻ cho các bạn nha. Tôi đến đây bốn bề lộng gió, có một dòng sông thơ mộng bến bờ, chờ những chuyến tàu bắc nam xuôi ngược, được say sưa ngắm bóng dáng giai nhân. Đó các bạn thấy không, Hà Vũ Ký đến đây rồi, mặc dù chờ hoài chờ mãi, chờ suốt 2 tiếng đồng hồ để quay một chuyến tàu chạy trên cái cầu này để chia sẻ cho các bạn, nhưng mà chẳng thấy tàu đâu. Chỉ thấy các em thôi, chỉ thấy những giai nhân thôi. Nên Hà Vũ Ký cũng cảm thấy được bù đắp. Hà Vũ Ký cũng cảm thấy rất là vui các bạn ạ.
Cây cầu này nó nằm ở một vị trí rất là đặc biệt luôn để chúng ta đến đây ngắm cảnh tham quan đó các bạn. Nó là một cái nơi mà rất là thu hút nhiều người đến đây nếu như người đó đã biết. Vậy thì xin mời các bạn hãy đón xem một clip tiếp theo của Hà Dụ Ký. Hà Dụ Ký sẽ chia sẻ về vấn đề này. Và khi biết về vấn đề này rồi thì chắc chắn các bạn sẽ tìm đến đây. Mong các bạn vẫn luôn đồng hành và ủng hộ kênh Hà Dụ Ký Vlog. Khi các bạn xem clip thì các bạn hãy xem trên 5 phút rồi các bạn hãy like, hãy chia sẻ clip và đăng ký kênh. Đặc biệt khi đăng ký kênh rồi thì các bạn nhấn chuông luôn để chờ thông báo clip mới của kênh Hà Dụ Ký Vlog nha. Mọi động tác của các bạn như là like, chia sẻ clip, đăng ký kênh đều là miễn phí nha các bạn. Các bạn ơi, nãy giờ các bạn xem clip của kênh Hà Dụ Ký Vlog á, các bạn cảm nhận như thế nào? Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đồng hành với Hà Dụ Ký. Đi nãy giờ clip cũng khá là dài rồi. Xin mời các bạn để lại cảm nhận của các bạn, cảm xúc của các bạn ở dưới comment ha. Để Hà Dụ Ký biết được cảm nhận, cảm xúc của các bạn, Hà Dụ Ký biết được điều gì Hà Dụ Ký đã làm được rồi và cái điều gì Hà Dụ Ký chưa làm được cho các bạn thì các bạn hãy để cái comment để Hà Dụ Ký cố gắng làm tốt hơn để hài lòng các bạn hơn. Và các bạn muốn Hà Dụ Ký review cái điều gì chia sẻ cho các bạn thì các bạn chỉ cái địa điểm đó và nói về cái khu đó để Hà Dụ Ký biết, Hà Dụ Ký sẽ đi review chia sẻ cho các bạn. Và cảm ơn các bạn. Các bạn cũng nhớ là ủng hộ kênh Hà Dụ Ký Vlog luôn nha. Nhớ like, chia sẻ clip, đăng ký kênh, ủng hộ kênh Hà Dụ Ký Vlog nha. Cảm ơn các bạn.